chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Colorado Official ha. Thì đây là những cái tấm hình mà khách hàng đang gửi cho mình làm cái thẻ công chức. Tức là thẻ công chức chúng ta thì là hay mình hay hiểu là thẻ nhựa, in bằng thẻ nhựa hay mình gọi là thẻ PVC á. Ở trên thị trường thì nó có hai dạng, một dạng là ba lớp, tức là hai lớp bìa và một lớp đế. Và một dạng là bốn lớp, là có hai lớp bìa và hai lớp đế. Tuy nhiên đối với cái chúng ta mà đang sử dụng dịch vụ nhỏ lẻ như hiện tại bây giờ mình đang làm thì chúng ta chỉ sử dụng khoảng cái bộ 3D 3 lớp thôi, tức là hai cái lớp bìa và một lớp đế, để chúng ta khi mà chúng ta ép dùng máy ép nhiệt đơn giản ấy, dùng máy ép ép nhựa của mình chúng ta làm được. Còn đối với mà cái máy cái dòng mà 4 lớp ấy, thì cái thẻ nó sẽ dày hơn, nó chất lượng hơn. Tuy nhiên là chúng ta phải sử dụng một cái máy ép nhiệt hay gọi là một cái máy ép cao tầng ấy, thì cái đó phải mua đầu tư thêm, nó tốn tiền. Thì đối với khi mà các bạn mới mở dịch vụ ra thì đối với nhỏ lẻ thì các bạn sử dụng cái máy in màu A4 hoặc A3, nhưng mà cái loại này thì phải sử dụng cái loại mực Bitman, từ dòng mực Bitman đến Bitman UV hoặc Bitman Ultra thì theo tất cả các bạn đang sử dụng mực nào. Thì tránh chúng ta thì in mực nước, tại vì mực nước nó sẽ dễ bị màu ha, hoặc đụng nước nó bị lem. Thì đối với cái thẻ nhựa này nè, thì ở một cái video trước mình đã làm một cái video về các bước mà để làm một cái thẻ nhựa như thế nào rồi, và cách mà ép, cách vuốt như thế nào, cách ép như thế nào. Thì các bạn cứ lên trên kênh Bado Official, các bạn search cái video là các bước làm thẻ nhựa PVC. Còn thôi là mình sẽ để link ở dưới phần mô tả, các anh chị click vào ha, cái link đó các anh chị coi lại một lần nữa. Thì đó là đối với nhỏ lẻ và cái cách mà chúng ta làm ở một cái tiệm dịch vụ mà chúng ta mới mở ra, chúng ta làm để chúng ta lấy khách được. Tuy nhiên cái thẻ nhựa PVC thì chúng ta cũng có thể làm một cái dạng mà chúng ta chỉ cần thiết kế và chúng ta bỏ vào in liên kết thôi. Tại hiện nay các bạn biết trên cái các nhà máy in nó đều có một chức năng thêm là in thẻ nhựa, in thẻ nhựa, in thẻ sinh viên, hoặc là in cái thẻ dưới xe vậy đó. Bữa nay người ta cũng áp dụng vào cái thẻ nhựa PVC, thì chúng ta cũng có thể liên kết với họ, chúng ta làm. Và hình thức của mình hiện tại bây giờ đây mình đang làm là in liên kết, tại vì đối với những cái số lượng mà trên 10 thẻ, đối với những số lượng trên 10 thẻ thì mình hay áp dụng vào trong cái gửi file qua cho người ta in, để người ta in liên kết thì nó sẽ đẹp hơn, nó chất lượng hơn. Chúng ta làm ở đây, đối với làm ở đây thì đối với những cái máy mà mình mới mua về thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ in ra rất là đẹp, tại vì máy mới đổi phun mới. Nhưng mà in một thời gian thì các bạn sẽ thấy là bắt đầu cái khi mình in trên nhựa UC thì cái chất lượng nó sẽ xuống, hoặc là trong quá trình mình in á, tại vì khi mình in lên cái miếng kim nhựa thì cái màu của mình có thể nó in ra nó không được đẹp, nó khoảng 80% mình thì nó không được đẹp. Do đó là khi với đối số lượng nhiều thì các bạn nên lựa chọn nhà in liên kết để chúng ta in. Tại vì trong khi in liên kết á, người ta có những cái máy móc hiện đại hơn, lớn hơn, máy móc lớn hơn, hoặc là người ta đã in nhiều cái dịch vụ, in với số lượng nhiều thì người ta sẽ cho ra những cái chất lượng cái thẻ chúng ta nó sẽ tốt hơn nhiều. Nên do đó cái ưu tiên hiện tại bây giờ mình đang làm, tại vì bây giờ là mình đang sử dụng in liên kết, và đối với những số lượng nhỏ lẻ thì mình sẽ không nhận nữa. Tại vì đối với nhỏ lẻ thì mới đầu mình làm để mình lấy khách hàng thôi, còn đối với bây giờ thì mình cũng hạn chế rất là nhiều. Tại vì các bạn biết, để mà in ra một cái thẻ, khi mà làm một cái thẻ công chức thì nó trải ra rất là nhiều công đoạn ha. Từ khi mình nhận file, tự nhiên nhận file, scan file xong, xử lý file xong rồi chúng ta mới đưa vào thiết kế và chúng ta in xong rồi chúng ta mới đầu mới bỏ lên cái đế, chúng ta vuốt làm sao cho nó không còn mọt khí, hoặc là không có không khí nữa, thì chúng ta mới đưa vào ép nhựa, chúng ta cán lên cái ép nhựa, dùng máy ép nhựa để chúng ta cán qua cho cái lớp keo nó bám dính với nhau, rồi sau đó chúng ta sử dụng thêm một cái máy bế nữa, tức là nó rất là nhiều công đoạn. Nên là lựa chọn in liên kết nó sẽ tạm làm cho chúng ta sẽ có những cái bước chúng ta chủ động hơn, tức là chúng ta chỉ cần xử lý file, tạo ra một cái file thôi, còn những cái bước khác thì những cái người ta đã làm hết cho mình, giống như mình in liên kết những cái brochure hay là cái kèm cái gì đó. Nên do đó mình khuyên các bạn, nếu mà đã có lượng khách ổn định, hoặc là khách hàng đã biết tới mình về một cái lượng khách nó về một lượng công việc nó tương đối là tốt, thì các bạn nên lựa chọn in liên kết là nó tốt nhất, tại vì nó sẽ làm cho cái dịch vụ chúng ta chất lượng hơn nhiều. Nên do đó là đối với khách hàng, chúng ta xin khuyên nên tư vấn làm sao để cho họ gom một lần
ví dụ trong thường thường khách hàng thì thông thường là đa số là cái thẻ này thì đa số là các cơ quan trường học, công chức hoặc là sinh viên, hoặc là thẻ sinh viên hoặc là thẻ thẻ giữ xe thì người ta với số lượng nó nhiều, do đó chúng ta làm sao chúng ta phải khuyến khích họ là với số lượng làm sao được 10 cái thì chúng ta nhận chúng ta làm, hoặc là có thể là ví dụ như là 5 cái thì chúng ta cũng nhận không được, nhưng mà chúng ta sẽ tính giá bằng 10 cái rồi sau đó chúng ta sẽ chia ra cái giá thành cho 5 cái ha, rồi chúng ta sẽ tính cho khách hàng thôi. Tại cái đó là cái sự nhạy bén của chúng ta trong công việc, nên mình nghĩ là đối với hiện tại bây giờ là mình sẽ hạn chế đầu tư máy móc, mình suy nghĩ là mình hạn chế đầu tư máy móc, tại vì đối với những cái dòng máy in phun các bạn sẽ thấy nó in thời gian nó sẽ xuống thôi, in số lượng nhiều nó sẽ xuống và nó không được bền, do đó là mình sẽ ưu tiên hướng khách hàng làm theo cái dạng liên kết, mình sẽ nó dễ dàng hơn. Mình nghĩ là đây là một chút cái kinh nghiệm mình muốn truyền đạt đến cho tất cả các bạn mới vào nghề, để các bạn có những cái định hướng và có cái hướng làm nó tốt hơn ha. Rồi nếu mà các bạn cảm thấy video mình có hữu ích thì các bạn đừng quên xem xong và các bạn hãy bấm like nha, và nhớ khi đăng ký kênh giúp mình ở phía dưới video nó có một cái nút đăng ký, sau khi nhấn vào nút đăng ký rồi thì phía bên nó có cái quả chuông thì các bạn hãy nhấn vào quả chuông luôn, khi mà coi mình có chia sẻ những video mới lên thì các bạn sẽ nhận được ngay và theo dõi những cái chia sẻ của mình. Đây là những chia sẻ mà trong quá trình mình làm mình cảm thấy nó có những cái tối ưu hơn cái về công việc của mình, và hạn chế cho mình phải đầu tư nhiều máy móc, và muốn chia sẻ nó cho tất cả các bạn. Và bây giờ xin chúc tất cả các bạn và các anh chị là thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng thành đạt và thành công trong công việc của mình nhé. Xin chào và hẹn lại ở video sau. Bye bye.